Rồi, chào các bạn nha. Chào các bạn đến kênh của mình nha. Thì tối hôm nay mình quay về cái sinh hoạt của con ốc cho các bạn xem á. Thì mình hôm nay ốc của mình nó phát triển rất là tốt hơn cả nhà. Đây cả nhà thấy không? Ừ. Không là này. Đó là này nó mạnh hơn. Thì cái nguồn nước của mình hôm bữa ốc nó cũng có nước sông mà đợt hôm bữa nước sông đục đó cả nhà. Thì ốc mình cũng có mớ bệnh đó. Rồi mình trị nó rồi, nhưng giờ mình thay nước thì mình rất là kỹ cả nhà. Thì chủ yếu là mình thay thì mình canh nước nó trong trong mà mình thay thôi, chứ mình không dám thay bậy nữa nha. Thì nước giờ nó cũng còn đục mà nó đỡ hơn cấp hổm mà. Mình thay thì bây giờ nước mà xông vô rồi bắt đầu mình cho nuôi vô trong mương mình, rồi xong cái cho nó qua khoảng tầm hết con nước như thế nha. Hết con nước là nước lớn nước rộng đó, thì xong cho nó vô mương. Vô mương xong cái mình lắng, giống như là dạng ở trong mương mình có gông, có gông có bèo nhiều, thì vô mương xong rồi mình giống như dạng mình lắng cho nó xuống. Vô mưa xong nước nó tỉnh, bắt đầu ba cái cặn này kia nó đóng vô gông hoặc là nó lắng xuống mưa cái nhà. Thì tới nước gồng có bắt đầu mình xả ra, mình mở nắp bọng mình xả ra, mở nắp bọng mình xả ra rồi bắt đầu thay lấy cái nước từ trong mương mình đó, lúc đó là nước nó trong mà. Bắt đầu mình thay vô cái bể ốc của mình cái nhà. Thì nói chung là nguồn nước mình canh mình thay rất là ok, bởi vì ốc mình nó rất là khỏe mạnh ha. Cái nhà thấy không? À, bây giờ nhìn thấy mẹ ha. Bên đó có lên đẻ đó cả nhà, mình đẻ bên đó đó, mình về nó đẻ cho cả nhà xem nha. Bây giờ nè, nó có đẻ không? Nó đẻ đó ha, lên nó còn đẻ dính trên cây nè, nhóc chân là mình lấy vô hồi sáng nè. Nè, cái này bò lên đẻ nè, chơi cái nè, thấy chưa? Bò hai con lên đẻ không? Nên làm cái ủ cho nó ủ đất như cho nó đẻ nha cái nè. Thì cậu lên làm hai tầng cho nó, cái thùng xốp mình cắt ra hơn nữa vậy đó. Bắt đầu mình cho nó đất giống như nó liền với nước cho nó dễ bò lên như nè. Bò lên dễ đẻ ha. Cái cao quá nó bò lên đẻ không được nha. Rồi như bên mình cũng có bán ốc giống con, ốc bố mẹ với trứng nha cả nhà. Thì ai có nhu cầu thì liên hệ cho mình qua số điện thoại 0937837800 nha. Hoặc là 0704 704 878 nha. Đây là bể ốc lứa của mình ha. Đây là bể ốc lứa của mình nè. Đây nè, ốc lứa ha. Ốc lứa của mình rất là đẹp ha, rất là mạnh ha. Lục bình, bèo nữa. Ba cái cù nèo rồi mình bỏ vô, mình làm cái ụn đây vậy nè. Cái mấy ốc nó đeo nó đậu lên ha. Đó nha, rất là mạnh ha, ốc của mình rất là mạnh. Thì các bạn nào có mua giống của mình thì mình hỗ trợ cái thực khách nha. Thuốc men thì mình sẽ chỉ cho các bạn hết luôn. Đây là ốc con của mình nè, ốc mới nở nè. Ốc mới nở ha. Ốc
lứa ngoài này, con lứa mình để ngoài này ha. Lứa mình rất nhiều, có khoảng tầm 2 tháng mấy nữa là mình sẽ bán ốc lứa này ăn giờ được như thế nào. Tại vì 2 tháng mấy nữa ốc lứa mình vô trọng lượng mình có khả năng mình bán ốc đẻ được như thế nào. Tại vì ốc nó cũng hơi lớn rồi. Này mình ốc đứa lứa nhưng mà nó cũng hơi lớn lớn chừng rồi, có mớ nó lớn rồi bắt đầu mình buông lên bán ốc bố mẹ ốc đẻ như thế nào. Rồi xin chào cả nhà nha. Cả nhà xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhớ bấm chuông để theo dõi clip tiếp theo của mình cả nhà nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha. Chào cả nhà nha.